Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình lại giới thiệu các bạn loại sen siêu nghìn cánh. Con sen này khi nở ra nó thì rất là to, nhưng mà nó to thế này thì nó không thể tự nở được, nên mình sẽ cho các bạn xem cách làm cái bông sen này nở. Đây, đây chỉ cần lấy tay vuốt như này. Đây, các bạn đã bao giờ thấy bông sen nhiều cánh như thế này chưa? Trông rất là béo ú. Lưu ý cái loại sen này rất là cao. Bình thường cây của nó phải, nếu mà cao hết cỡ phải tầm 2 mét. Đây là lá của nó, một lá của nó thì mặt kính chắc phải nửa mét. Đây, cây này rất là cao. Ở bên này mình cũng có một bông nữa. Bông này thì sắp nở, còn bông này thì đã nở rồi.